hợp tác giữa trường Đại học Dệt Sen Đà Lạt với Trung tâm Phát triển Nguồn Nhân lực Châu Á Nhật Bản. Chiều ngày hôm qua, trường Đại học Dệt Sen Đà Lạt đã tổ chức lễ hội văn hóa Nhật Bản với sự tham gia của hơn 200 học sinh và sinh viên của nhà trường. Sau 10 năm, trường Đại học Dệt Sen Đà Lạt hợp tác cùng Trung tâm Phát triển Nguồn lực Châu Á Nhật Bản trong việc tạo cơ hội thực tập và làm việc cho sinh viên tại Nhật Bản. Đến nay, nhà trường đã có hơn 200 sinh viên được học tiếng Nhật miễn phí và có gần 40 sinh viên sau khi tốt nghiệp được thực tập và làm việc tại Nhật Bản trong các lĩnh vực điều dưỡng, kiến trúc, xây dựng, trang trí nội thất, và có nhiều sinh viên được các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao về trình độ chuyên môn. Cho đến bây giờ thì sự hợp tác giữa trường Đại học Dệt Sen Đà Lạt và bên công ty chúng tôi thì những bạn sinh viên được học bổng, đã được nhận học bổng và sang Nhật thì các bạn rất là tốt, các bạn cố gắng hết sức mình để học hỏi, học tập và làm việc rất là tốt ở những cái công ty mà đã làm, và những cái công ty bên đó họ cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ các bạn và rất là thích các bạn, bởi vì các bạn làm việc chăm chỉ, chịu khó, cố gắng lúc nào cũng hết sức mình hết. Đây là lần đầu tiên trường Đại học Dệt Sen Đà Lạt tổ chức lễ hội văn hóa Nhật Bản với nhiều hoạt động hấp dẫn như nghệ thuật viết thư pháp, nghệ thuật trà đạo, mặc thử yukata miễn phí, làm đồ handmade truyền thống bao gồm làm búp bê, cầu nắng cầu mưa, teru teru và origami, thưởng thức văn hóa ẩm thực xứ sở hoa anh đào. Lễ hội văn hóa Nhật Bản là cơ hội để cho sinh viên của trường Đại học Dệt Sen cũng như là học sinh của thành phố Đà Lạt, của tỉnh Lâm Đồng có cơ hội tìm hiểu về văn hóa ẩm thực của Nhật Bản. Đây cũng là dịp nâng cao cái mối quan hệ giữa trường Đại học Dệt Sen Đà Lạt, Trung tâm Phát triển Nguồn Nhân lực Châu Á và các doanh nghiệp Nhật Bản, nhằm đưa sinh viên của trường Đại học Dệt Sen Đà Lạt đi học tập, làm việc, nắm bắt những kinh nghiệm phát triển của đất nước Nhật Bản. Em rất là may mắn khi là sinh viên của trường, và thông qua lễ hội văn hóa Nhật Bản này thì em có thể hiểu hơn về văn hóa Nhật Bản và cũng như là quan hệ hợp tác Việt Nhật, và thông qua chương trình này thì cũng là nâng cao cơ hội việc làm của chúng em sau khi tốt nghiệp tại trường và học tập tại trường sau khi ra trường. Tuy lễ hội chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, nhưng đã để lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho những người tham gia.